nay mình quay cho mình xem quy trình làm trứng cá hồi ướp xì dầu. Thì đây là trứng cá hồi đấy, lấy mổ ra và làm sạch hết rồi, cho hết các vỏ, cho ráo nước. Thì bây giờ sẽ múc ra cái hộp và cân, mỗi hộp mà 4 cân rồi nhé. Cái này cân rất là kỹ càng bởi vì nhưng mà mình nhìn trứng cá múc lên ấy, nhìn nó hồng đỏ đẹp lắm rồi này, đắt lắm mọi người nhé. Trứng cá này đóng hộp này bán là hơn 2 triệu đồng Việt Nam một cân nhé. Quy trình làm rất sạch sẽ, đổ vào những cái hộp này là trong chốc cho xì dầu vào, làm đều lên, buộc ni lông vào, đậy nắp, cất vào trong tủ đông. Đấy, đi qua cái máy lò kim loại này. Đấy, còn đây là chỗ này là chỗ cho xì dầu mọi người. Buộc chặt vào. Xong rồi đằng kia là đậy nắp. Đấy, đây là nhặt những quả trứng bị vỡ còn vỏ này, nhặt những trứng lép bên cái gì nó gọi là bệnh nhặt nốt, xong là múc xì dầu vào này, 900 ml mọi người nhé. Xong bắt đầu là cho vào tẩm ướp xì dầu. Xì dầu và này đắt lắm mọi người, tôi một man một cân hơn 2 triệu đồng tiền Việt đấy. Nhìn trứng đẹp lắm mọi người, người Nhật họ rất thích ăn trứng này với cơm, ăn sống cho cơm ăn ngon. Mình sang đây mình cũng ăn rồi nghiện, nhưng mà đắt lắm mọi người. Đó, đây là khâu đậy nắp đóng hộp. Đấy, cái đấy là cái này bê ra, là cái này là đóng hạn sử dụng mọi người nhé. Đấy, còn cái chỗ các chị em đang cho qua là chỗ rò kim loại, thì cái hộp này đang có vấn đề nên là nó không qua được mọi người, kêu tít liên tục đấy. Rất là kỹ bởi vì nó có những cái gì vật lạ ở trong đấy, nào là máy nó phát hiện ra ngay. Hôm nay là ngày chủ nhật mọi người, mấy chị em đi làm chủ nhật cho đến trưa là về thôi, 12 giờ về. Công việc khá là nhẹ nhàng, lương cao. Đấy mọi người, nhìn đẹp không? Nhìn chúng bốc mồm ăn luôn. Trứng đẹp lắm. Hiện tại bây giờ đang Nhật đang là mùa trứng cá hồi, mùa cá hồi. Nên là rất nhiều cá hồi tươi. Thịt cá hồi mua tại công ty thì khá là rẻ, nhưng mà trứng thì rất là đắt. Vì là cũng quay không không muốn cho người Nhật biết nên là cũng không quay đầy đủ cho mọi người xem được. Thank you.
cách làm trứng cá hồi nhưng mà đơn giản lắm. Trứng hồi làm sạch xong rồi cho vào hộp, đổ xì dầu vào, xong rồi đóng hộp, bón hạn sử dụng, cho tủ lạnh. Nhưng mà cái quan trọng là nước xì dầu của Nhật họ làm thế nào thôi. Còn cách thì nó quá là đơn giản luôn. Video hôm nay mình dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.